Có dính không? Chưa chắc đã dính đâu. Có dính không? Chưa chắc đã dính đâu. Có dính không? Chưa chắc đã dính đâu. Này thì không dính này. Có một điểm đặc biệt mà duy nhất chảo Tây Phan hoàn toàn khác biệt so với những loại chảo khác trên thị trường. Vậy điểm đó có phải là chất liệu inox không gỉ? Hay là lớp chống dính phủ titan chịu nhiệt đến 400 độ? Không, tất cả điều đó không phải. Điểm đặc biệt duy nhất khiến cho chảo Tây Phan hơn những sản phẩm khác nằm ở đây. Miếng nhiên đỏ này được gọi là Thermosport, là công nghệ độc quyền của Tefal. Khi bề mặt chảo nóng dần lên, hình dáng trên chảo sẽ hiện rõ dần. Vòng tròn đỏ đen này sẽ chuyển dần sang đỏ tươi hoàn toàn, báo hiệu chảo đã đủ nóng và sẵn sàng cho thức ăn vào. Sản phẩm chảo Tefal đang được bảo hành lên đến 2 năm, truy cập ngay tại điện máy tính phong.